Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc hân hạnh giới thiệu với quý vị, các bạn, các em học sinh đề thứ nhất tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá, tác giả Huy Cận. Đề bài cụ thể đó là cảm nhận của em về hai câu thơ cuối bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận. Sao mờ kéo lưới kịp trời sáng, ta kéo xoăn tay chùm cá nặng, vầy bạc đuôi vàng lóe rạng đông, lưới xếp buồm lên đón nắng hồng. Câu hát căng buồm với gió khơi, đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời. Mặt trời đội biển nhô màu mới, mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi. Trích Đoàn thuyền đánh cá, tác giả Huy Cận, ngữ văn 9, chương trình giáo dục năm 2006. Đầu tiên ở cái phần mở bài, chúng ta nhớ giới thiệu khái quát tác giả tác phẩm, đoạn thơ mà đề bài yêu cầu và trích lược đoạn thơ đó. Ví dụ, Huy Cận là một trong những nhà thơ tiêu biểu cho nền thơ ca hiện đại Việt Nam. Giữa năm 1958, Huy Cận có chuyến đi thực tế dài ngày ở vùng biển thuộc tỉnh Quảng Ninh. Từ chuyến đi thực tế này thì ông đã viết nên bài thơ Đoàn thuyền đánh cá. Trong hai khổ thơ cuối, tác giả Huy Cận đã khắc họa hình ảnh tráng lệ, thể hiện sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người lao động, bộc lộ niềm vui, niềm tự hào của nhà thơ trước đất nước và cuộc sống. Sau đó, ở phần thân bài Làm gì làm thì chúng ta cần phải làm được những ý sau. Thứ nhất đó là vẻ đẹp hài hòa giữa thiên nhiên tráng lệ và người lao động. Ra đi từ lúc hoàng hôn buông xuống, sóng cài then, đêm sập cửa, vũ trụ nghỉ ngơi. Sóng cài then, đêm sập cửa, vũ trụ nghỉ ngơi. Sóng cài then, đêm sập cửa, vũ trụ nghỉ ngơi. Nay trở về, bình minh đang lên rạng rỡ, trước hết. Đó là cảnh khẩn trương, hối hả chuẩn bị cho sự trở về. Sao mờ, kéo lưới, kịp trời sáng, ta kéo xoăn tay, chùm cá nặng, vẩy bạc, đuôi vàng, lóe rạng đông, lưới xếp buồm lên, đón nắng hồng. Tất cả tinh thần khẩn trương hối hả được diễn tả qua từ kịp và hình ảnh kéo xoăn tay, một hình ảnh thơ khỏe khoắn, gợi tả một công việc lao động hăng say. Một công việc lao động hăng say, vất vả, nhưng lấp lánh niềm vui bởi thành quả lao động mà họ đạt được, đó là chùm cá nặng. Sức khỏe mạnh của người lao động qua hình ảnh ẩn dụ ta kéo xoăn tay chùm cá nặng là như thế. Niềm vui tươi trong lao động được thể hiện qua những câu thơ tả cảnh đẹp đầy sáng tạo. Đó là cảnh đoàn thuyền buồm căng gió trở về bến, đoàn thuyền căng gió buồm, hoặc là buồm căng gió trở về bến. Công việc đánh cá kết thúc khi mà lưới xếp buồm lên đón nắng hồng. Đó là lúc đoàn thuyền trở về, câu hát căng buồm với gió khơi, đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời đội biển nhô màu mới, mắt cá huy hoàng muôn dặm khơi. Chi tiết, đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời và mặt trời đội biển nhô màu mới là chi tiết dọc ý nghĩa. Hình ảnh mặt trời là hình ảnh ẩn dụ cho một tương lai sáng lạn. Và con thuyền chạy đua về tương lai là con thuyền tự do, làm chủ cuộc sống đang trên bước đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, hứa hẹn rất nhiều thành công. Sau đó, ở cái phần kết bài thì chúng ta tóm lược về nội dung nghệ thuật của đoạn thơ và nêu một vài liên hệ mở rộng hoặc suy nghĩ của bản thân hoặc bài học rút ra. Ví dụ như thế này, bài thơ Đoàn thuyền đánh cá là một trong những bài thơ hay phản ánh không khí lao động hăng say, náo nức của những người lao động đánh cá trên biển. Trong không khí của những ngày đất nước miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, bài thơ có nhiều sáng tạo trong việc xây dựng hình ảnh bằng liên tưởng, tưởng tượng độc đáo và vận dụng nhiều biện pháp tu từ thành công. Và nếu các em làm như vậy thì ban giám khảo sẽ cho điểm tối đa khi bài viết đảm bảo tốt hai yêu cầu về kiến thức và kỹ năng làm bài. Cần trân trọng những bài viết sáng tạo có chất văn nếu các em có những cái sáng tạo, những cái chất văn đó. Vui lòng đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng diễn đọc để kiến thức văn học trong trường học tiếp tục được tỏa lan rộng rãi. Chúc các em học sinh thi đậu đậu đó. Trân trọng, mến chào.